Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi chiều ngày 1/4/2024, báo cáo với lại quý vị, đây là đài radio đồng hương với lại bật mã ôn, địa chỉ tới thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Đây là mã số của đơn hàng, nhà cung cấp là Khang 1861. Đấy. Thế còn đây là băng cassette, 20 con băng cassette, địa chỉ tới huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Chiều ngày hôm nay thì có hai sản phẩm lên được, quay lại để cho quý vị và các bạn xem. Trân trọng cảm ơn, thân ái chào tạm biệt. Xin chào.